Sáng nay mùng 3 tháng 7, Sở Y tế Yên Bái, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao công dân từ Bắc Giang về địa phương đã hoàn thành cách ly đủ 14 ngày tại 3 khu cách ly tập trung của tỉnh. Theo đó, 575 công dân từ Bắc Giang đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại tỉnh Yên Bái, được bàn giao về các địa phương. Trong đó, thành phố Yên Bái có 5 công dân, huyện Yên Bình 122 công dân, huyện Trấn Yên 27, Văn Yên 86, Lục Yên 114, Văn Chấn 102, thị xã Nghi Lộ 70, Trạm Tấu 25 và Mù Căng Chải 24 công dân. Tất cả các công dân sau khi từ Bắc Giang trở về địa phương đã được tiếp nhận và cách ly tập trung đủ 14 ngày tại khu cách ly số 6 thuộc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh, cơ sở cách ly số 7 Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và cơ sở cách ly số 3 Trường Cao đẳng Nghề. Tất cả các công dân đã qua 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính, sức khỏe ổn định. Quá trình đưa đón người lao động trở về địa phương đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Người lao động trở về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7.